Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video clip này thì Xuân Mỹ xin điểm qua thông tin của trường Đại học Hoa Sen về cái cuộc thi và xác lập kỷ lục 63 món ăn của Việt Nam. Nó có cái tên là The Future Chip Contest. Vẫn là bài hát cổng mẹ từ xa nghe cả nhà. Xuân Mỹ xin đọc cái tin này cho cả nhà xem ha. Cột mốc vàng son 10 năm của The Future Chip Contest từ đề án sinh viên HSU là Đại học Hoa Sen đó cả nhà. Đến xác lập kỷ lục Việt Nam tôn vinh giá trị ẩm thực dân tộc. Một thập kỷ không ngừng nỗ lực và vươn lên, một thập kỷ không ngừng đào tạo ra hàng nghìn thế hệ đầu bếp trẻ tài năng, một thập kỷ luôn cống hiến hết mình cho nền ẩm thực Việt Nam, và đó là một thập kỷ của The Future Chip Contest. The Future Chip Contest là một cuộc thi đề án lớn được tổ chức bởi các bạn sinh viên khoa du lịch trường Đại học Hoa Sen, dành riêng cho những bạn trẻ đam mê ẩm thực và muốn trở thành những đầu bếp tương lai. Được tổ chức lần đầu vào năm 2012, từ một đề án của sinh viên đến nay, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm tham gia của các bạn trẻ ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Gần 10 năm qua, chương trình đã tạo ra sân chơi cho hơn 10.000 bạn trẻ trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, và các bạn trẻ có niềm đam mê ẩm thực đào tạo nên nhiều thế hệ đầu bếp trẻ tài năng trên khắp cả nước. Với những thành công đó, The Future Chip Contest mùa 10 đã trở lại cùng với nhiều điều mới mẻ và đột phá hơn. Mùa thứ 10 với sự đồng hành của Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam, Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ẩm thực đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho các bạn sinh viên. Đến với mùa 10, thí sinh đã trải qua hai vòng thi. Vòng 1 là câu chuyện ẩm thực, thí sinh trình bày công thức một món ăn truyền thống Việt Nam và tự chụp hình ẩm thực. Thực hiện từng bước món ăn, đính kèm một câu chuyện ẩm thực. Vòng 2 với chủ đề hương vị ẩm thực Việt, có 45 thí sinh đã nấu trực tiếp món ăn dự thi ở vòng 1 và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Đặc biệt, top 15 thí sinh đã tham gia vòng 3 training hướng dẫn của cuộc thi xoay quanh ẩm thực theo 3 miền Bắc Trung Nam, bao gồm buổi training ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ ngày 4 tháng 4 tại khu du lịch Lan Vương, tỉnh Bến Tre. Buổi training với chủ đề ẩm thực Trung Du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Đông Bắc vào ngày 11 tháng 4 và buổi training ẩm thực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào ngày 18 tháng 4 tại khách sạn Kỳ Hòa. Qua từng vòng thi, thí sinh không chỉ có cơ hội nâng cao kỹ năng tay nghề, phát huy sự sáng tạo trong từng món ăn mà còn được khám phá thêm những kiến thức bổ ích về đặc trưng ẩm thực 7 vùng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Vừa qua đêm chung kết diễn ra hôm qua đó cả nhà, 18 giờ hôm qua là chung kết trao giải đó cả nhà. Đêm chung kết đã chính thức diễn ra với phần thi của các đội vô cùng xuất sắc. Kết quả chung cuộc, quán quân thuộc về đội số 5 Võ Đình Đức, cơm trái dừa, tép rang dừa Bến Tre, Trịnh Tuấn Dũng, chả giò sen Đồng Tháp, Đỗ Minh Nhật, cháo gà bồ ngót Vĩnh Long. Đặc biệt, tại vòng chung kết cuộc thi lễ xác lập kỷ lục Việt Nam về sự kiện chế biến 63 món ăn đặc trưng của 63 tỉnh thành và tạo mô hình bản đồ ẩm thực Việt Nam đầu tiên đã diễn ra, 63 món ăn được thực hiện bởi hơn 50 đầu bếp là thí sinh, cựu thí sinh của cuộc thi The Future Chip Contest các mùa, cùng các đầu bếp đến từ 3 miền Bắc Trung Nam và đầu bếp thuộc các nhà hàng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo được mô hình bản đồ dài hơn 20 mét. Mỗi món ăn sẽ mang phong cách hương vị riêng, đại diện cho đặc trưng ẩm thực của từng địa phương, từ đó giới thiệu các món ăn tiêu biểu đặc sắc của 63 tỉnh thành trên cả nước và quảng bá các giá trị ẩm thực nước nhà đến bạn bè quốc tế. Với mong muốn tạo một sân chơi chuyên nghiệp cho sinh viên nói riêng và các bạn trẻ mê làm bếp nói chung, trường Đại học Hoa Sen và The Future Chip Contest không ngừng nỗ lực ra các trải nghiệm sống động cho các thí sinh và tại các vòng thi. Đây cũng là cơ hội để tìm kiếm và đào tạo đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp tiếp tục đổi mới, nói bước tinh thần bảo tồn, tôn vinh và phát triển nền ẩm thực Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên cuộc thi về ẩm thực của sinh viên được xác lập kỷ lục Việt Nam và cũng là một dấu ấn vàng son trong nền ẩm thực nước nhà. À, quý vị thấy, cả nhà thấy là trường Đại học Hoa Sen đã có một từng bước phát triển và đổi mới. Cả nhà thấy trong công tác đào tạo cũng như liên kết đào tạo, liên kết để cho sinh viên phát huy tối đa những cái tài năng của mình. Thì cái cuộc thi này từ một cái đề án của sinh viên mà giảng viên hướng dẫn cái đề án này phát triển ra và được trường Đại học Hoa Sen duy trì tổ chức 10 năm qua, tức là năm nay là 10 mùa rồi đó cả nhà. À, bây giờ thì Xuân Mỹ xin cả nhà, sẽ cho cả nhà xem hình ảnh ha, một số hình ảnh nè. Cả nhà thấy hình ảnh này là cái bản đồ ẩm thực nè cả nhà. Cả nhà nhìn trên màn hình ha, bản đồ ẩm thực đó, nó trải qua 63 tỉnh thành và mỗi một tỉnh thành là có một món đồ. Nè cả nhà. Một số hình ảnh tại đêm chung kết nè cả nhà thấy. Đó. Cả thấy đồ ăn không? Đồ ăn là được trải dài. Đó. Đó. Cả nhà nhìn ha, đó, trên đó là ẩm thực đó. Đặc trưng của từng tỉnh thành cả nhà. Tại vì là cái máy ngang cho nên là không có chạy hết được cái bản đồ, mà Xuân Mỹ chỉ kéo lên cho cả nhà xem ha. Đó. Rất là xuất sắc cả nhà. Sự mày mò tìm kiếm của các thí sinh theo đặc trưng của vùng miền và ra được những cái món ăn phải nói là hết sức xuất sắc và được sự hỗ trợ của Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam nha cả nhà. Đó. Rồi, bây giờ tiếp theo, tấm ảnh tiếp theo đã được xác lập kỷ lục vào hôm qua ha. Và những cái đơn vị được nhận kỷ niệm chương nè cả nhà. Có Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Ngọc Thí nè cả nhà. Đó. Đó, xác lập cái kỷ lục đó. Kỷ lục Việt Nam nè cả nhà, những cái món ăn. Rồi, đây là các đội chuẩn bị nhận giải. À, cả nhà thấy cái quả bí nè, cái quả bí mà được khắc thành cái bức tháp nè cả nhà. À. Đó, những món ăn nè, trình bày món ăn Quảng Ninh Bắc Giang, tức là từng địa bàn ẩm thực Nam Định Thái Bình trên màn hình. Cả nhà đói bụng chưa, nhìn thấy thèm không? Đó, đảo Hoàng Sa, cái này cũng là một món ăn nữa đó nha. Đó, món ăn bày lên á, trong đó đó. Đó, những hình ảnh tại chương trình trao giải tổng kết giải thưởng đó cả nhà, 21 triệu hạng nhất, 30 triệu đó. Niềm vui của các đội. Rồi một lần nữa xin chúc mừng trường Đại học Hoa Sen và các sinh viên, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc The Future Trip Contest mùa 10 và nhận được những giải thưởng. Và thầy trò trường Đại học Hoa Sen đã xác lập được kỷ lục Việt Nam. À, fan của Xanh Đọt Chuối thì đang háo hức chuẩn bị cho cái show diễn vào ngày 13 tháng 5 tại Đà Lạt. À, miền Bắc, miền Trung, miền Nam cũng đã hứa hẹn và cả trăm fan đã đặt xong vé cả nhà và cũng có hứa hẹn nhau có những cái thước phim, những cái hình ảnh đẹp. Và lần này là tha hồ chụp ảnh với cổ Gò Công bởi vì chương trình diễn rất sớm nha cả nhà. 6 giờ là bắt đầu hát rồi, cho nên là cả nhà mình nhớ nha, tranh thủ ăn uống, đi du lịch gì thì cũng tranh thủ quay về đó. Thì Xuân Mỹ mời mọi người xem lại cái bản đồ nha, bản đồ ẩm thực từ xa đó. À, hôm nay thì khán giả chuyên đặng ở trên FC Xanh Đột Chuối miền Bắc có một cái bài viết Xuân Mỹ cho rất là hay, rất là cảm động và rất là chân thành. À, qua video clip này thì Xuân Mỹ muốn đọc cho cả nhà nghe để chúng ta thấu cảm được cái tình yêu thương. Tình yêu thương nó không phải là lên mạng tranh cãi đấu đá nhau hay là soi mói hay là công kích nhau thì mới là thể hiện được mình là yêu thương cậu Út Gò Công, mà tình yêu thương đó nó được thể hiện như thế nào qua cái nhìn của khán giả chuyên đặng
Xin mời mọi người nghe ha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, mình là một người yêu tiếng hát của bé Cường và luôn theo dõi con từ khi bé cho đến những cái lùm xùm hiện nay. Thương bé lắm, yêu bé lắm và vui rất nhiều khi bé được giúp đỡ. Từ khi vào chung nhà với FC, ngày nào mình cũng đọc những yêu thương và mọi người gửi gắm cho bé qua những vần thơ, những lời yêu thương có cánh, rất là vui ạ. Nhưng với suy nghĩ của riêng cá nhân mình, trong chúng ta mỗi người có suy nghĩ và cách yêu thương bé khác nhau. Cái chung nhất của chúng ta là yêu ai cũng yêu tiếng hát của bé, đúng không ạ? Mình đọc rất nhiều và muốn đóng góp một ý kiến nhỏ. Chúng ta đều rất yêu bé Cường, muốn lo cho con và thay đổi và thay con đòi công bằng, đúng không ạ? Mình nghĩ bé Cường cũng vậy, bé muốn lắm chứ. Nhưng chúng ta có thấy bé làm gì không ạ? Chắc ai cũng biết, im lặng là cách của bé. Và bé đã vượt qua giông bão. Còn chúng ta làm gì ạ? Chúng ta tức là nói luôn và mà không biết việc đó có ảnh hưởng gì tới bé hay không. Mọi người nghĩ bé Cường có cần bình yên không ạ? Có chứ, cũng ai cũng biết. Ai cũng biết bé cần sự bình yên và chú tâm vào việc học cũng như đeo đuổi đam mê của mình. Vậy chúng ta nên làm gì ạ? Chúng ta hãy làm như bé, bình tĩnh trong mọi tình huống, im lặng khi chưa rõ sự việc. Mình thấy sự việc mới đây với trường Hoa Sen cũng có nhiều người chạy vào hỏi tại sao. Đừng hỏi như vậy vì họ đã có lý do và chắc chắn có thông báo trước. Hay với ca sĩ Lâm Vĩ Giờ cũng vậy, đừng kêu gọi tẩy chay vì ca sĩ nào cũng có fan của họ. Và như vậy những bài báo bẩn sẽ được thừa nước đục thả câu. Bé Cường lại dậy sóng. Mọi người thấy thế lực để ngăn cản con đường của bé có lớn không ạ? Rất lớn và chưa có hồi kết phải không? Vì vậy mình muốn chúng ta yêu thương con như cách mà con đáp lại ạ. Cảm ơn và thân thiện, hãy làm như con. Im lặng để con được bình an, im lặng để không có bão giông với con. Chúng ta yêu con qua những lời bài hát, yêu bằng cách đẩy thuyền cho con mau cập bến, chứ đừng đẩy khẩu mồm nhé cả nhà. Thân mến và mong mình không làm ai khó chịu. Tác giả, khán giả Chuyên Đặng có một cái bài viết hết sức nhẹ nhàng, tình cảm và rất là hay. Xuân Mỹ cũng có nhiều lần nói với các anh chị khán giả trên kênh Xuân Mỹ, nếu đã yêu thương cậu Út Gò Công thì hãy kìm cái tôi của mình lại và hạn chế công kích nhau trên mạng, nhất là trong gia đình xanh đột chuối. Mấy ngày nay thì Xuân Mỹ thấy cũng có một số bài viết anh chị góp ý cho một số fan thì ngược lại, thay vì là lắng nghe điều chỉnh mình thì cũng một số fan lại có những cái lời tranh cãi và có vẻ như mỉa mai công kích nhau, thì Xuân Mỹ thấy điều đó là không nên. Xuân Mỹ không phải là không sợ mà không tranh cãi, sợ mọi người mà không có tranh luận, không có đưa ra quan điểm của mình. Nhưng mà với Xuân Mỹ nghĩ tới Cường nhiều hơn cả nhà, nghĩ tới cái người đang hát bài Cổng Mẹ đây nè. Và Xuân Mỹ đưa những cái điều vui vẻ tốt đẹp và dành những lời động viên cho cậu ấy để cậu ấy đi tiếp, bởi vì chặng đường của cậu ấy còn rất là dài. Đó là điều mà Xuân Mỹ tập trung hiện nay. Với những cái gì mà theo cái việc là tranh luận, tranh cãi thì Xuân Mỹ hạn chế nha cả nhà. Và hôm mà Xuân Mỹ nghĩ là cái việc mà cái ekip bên kia đó có làm gì thì cái sự ổn định và mạnh mẽ của cậu Út Gò Công đã thể hiện từ lâu rồi, cho nên có làm gì thì cũng không được đâu cả nhà. Và may mắn là Cường đã có cái người có tâm trong cái cuộc sống, đó là anh Bầu Thị và anh Ba Ngọc Sơn đã giúp rồi. Cả nhà thấy Cường cứ im lặng mà đi qua. Cũng do có một khán giả nói là trong giới showbiz cũng có rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, họ cũng có những cái xì căng đan lớn nhưng mà họ không bao giờ lên tiếng đáp trả. Họ cũng im lặng và họ đã vượt qua được những xì căng đan đó, họ đã vượt qua những cái giông bão đó. Như vậy là Cường đã chọn cách im lặng. Như thế thì chúng ta là những người mà yêu thương bé, thì yêu thương cậu Út Gò Công thì chúng ta cũng nên kiềm chế mình và hãy lắng nghe. Tức là với những cái người mà đã được góp ý như vậy thì chúng ta nên nhìn tiếp nhận, tức là gọi là khiêm tốn tiếp thu,
điều chỉnh lại mình, xem thật sự những phát ngôn, những hành động, những cái bài viết, những cái hình ảnh, lời lẽ của mình đã có thật sự là một cái điều đóng góp tích cực hay chưa, hay chỉ là mang tính chất công kích cá nhân, đề cao cái tôi của mình, đề cao giá trị bản thân mình mà không nghĩ đến cái chung, không nghĩ đến cái tình thương, yêu thương của tập thể, của khán giả xa gần trong và ngoài nước. Mình quay trở lại, mình tranh cãi, công kích ngược trở lại đội nhà thì là không nên nha cả nhà. Bởi vì là người ta nói là giấy thì không gói được lửa, sự thật luôn là sự thật. Và người ta nói núi này cao thì có núi khác cao hơn, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Tất cả những điều đó đều sẽ là đúng trong mọi tình huống nha cả nhà. Cho nên là thay vì tranh luận, công kích, mỉa mai nhau thì chúng ta hãy tự soi rọi lại bản thân mình, xem cái tình yêu thương của mình dành cho cậu Út Gò Công nó đã xứng đáng hay chưa, nó đã được những gì và chúng ta đã làm được gì cho cậu Út Gò Công. Và chúng ta tôn trọng cậu ấy thì hãy dành một cái tình yêu thương và hạn chế im lặng, và nhất là hạn chế công kích lẫn nhau, tức là tránh cái phần mà gà nhà đá nhau đó nha cả nhà. Xuân Mỹ hôm nay là Xuân Mỹ thấy gà nhà đá nhau rất nhiều. Điều đó vô tình chúng ta đã giạch áo cho người khác xem lưng, và vô tình chúng ta bày ra một cái trận để cho người khác vào đánh chính người trong nhà của mình, thì điều đó là không nên. Những ai còn đang cái kiểu sân si công kích trong nội bộ thì hãy nhìn lại chính bản thân mình và hãy chân thành lắng nghe những lời góp ý của fan trong gia đình để chúng ta xây dựng gia đình xanh đột Chúa vui vẻ hơn ha. Rồi, xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh của Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Xin chúc cả nhà bình an và may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bài hát Cổng Mẹ hiện nay thì nó đã gần 2.9 triệu, nó là 2.830.000 lượt view rồi, nó vẫn đứng ở top 13 trong danh mục âm nhạc thịnh hành. Cả nhà hãy tiếp tục nghe bài Cổng Mẹ ha, để tăng view cho cậu Út Gò Công, tăng càng nhiều càng tốt và hạn chế tranh cãi càng nhiều càng tốt. Đó là những gì Xuân Mỹ mong muốn gia đình xanh đột Chúa của chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.